Hello. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, kênh Giải pháp 102 Mini Game. Với cái video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm được 500 đồng ACN trong một cái ứng dụng. Và cái đồng ACN này cực kỳ hay trong cái sự kiện nó đang diễn ra và kết thúc vào ngày 10 tháng 10 này. Thì đồng ACN này, khi bạn có đủ đồng ACN này, 500 ACN bạn có thể gửi hoặc nhận, có nghĩa là bạn có thể bán cho người khác. Ok, thì ở dưới phần mô tả video mình có để cái link tải app, các bạn hãy nhấn cái link vào đó để tải app giống như cái link mình đang show cho các bạn xem. Thứ hai nữa là cái tài khoản Telegram của mình, các bạn có thể liên hệ Telegram của mình để bán cái đồng ACN dành cho mình, hoặc có thể mình sẽ giới thiệu một người khác để thu mua ACN cho các bạn. Rồi ok, mình bắt đầu nhé. Rồi thì khi bạn click vào cái link, nó sẽ xuất hiện cái giao diện như thế này. Thì bây giờ khi vào thực hiện giao diện như thế này thì bạn click vào chỗ chỗ mình chỗ tham gia này, tham gia cuộc bốt đó là tham gia thực hiện tham gia cái sự kiện mời ấy. Bấm tải ngay cho mình rồi, và bấm Google. Rồi ok, thì hiện tại mình đã tải sẵn rồi, còn khi bạn nào chưa tải thì nó sẽ tải. Rồi xong mình bấm chọn mở. Rồi ok, thì ở đây nó có hai phần: đăng nhập với MyRoCoret hoặc là đăng nhập thay thế. Đăng nhập với MyRoCoret chính là mình liên kết với một cái ví ví MyRoCoret. Nếu mà các bạn nào có ví thì kỳ liên kết, còn không có ví thì bạn chọn đăng nhập thay thế. Mình không có, mình sẽ chọn đăng nhập thay thế. Rồi ok, thì phần này bạn chọn cho mình tạo tài khoản. Bạn đợi mình xíu. Rồi. Xong rồi. Rồi. Ok. Bạn chọn đăng ký cho mình. Chọn tiếp theo. À, xin lỗi, lúc nãy mình chọn tiếp theo đây nó lỗi là tại vì cái trên một cái địa chỉ IP máy tính của điện thoại của mình đã tạo một cái ví khác rồi, nên khi nhập nó sẽ báo lỗi. Còn các bạn nhập là bạn chọn là ok. Rồi thì cái phần nhiệm vụ này thì bạn chọn cho mình cũng cực kỳ đơn giản thôi, chọn Việt Nam. Việt Nam thường thường nó nằm ở của nó không có chị, không có xếp theo chữ, xếp theo alphabet đây. Rồi thì ngôn ngữ là Việt Nam mi. Rồi thì đây là cái phần này là cái phần nhiệm vụ. Thì các bạn hoàn thành các cái nhiệm vụ trong này thì nó sẽ được tặng cho bạn ACN. Ví dụ như những hoạt động dành cho người thành viên mới này, thì bạn sẽ được nhận được 1 đến 5 ACN trên một công việc. Ok. Rồi thứ hai nữa là bạn để có được 5 ACN thì bạn xác minh cái phần thưởng xác minh ID nha. Bạn lên vào xác minh ID cho mình. Xác minh ID chính là cái xác minh cái KYC, là xác minh cái hồ sơ chứng minh nhân dân của các bạn ạ. Ở đây chọn tên này, bạn nhập cho mình là họ và tên đầy đủ, nhưng mà không viết viết không dấu nha. Và chú ý cho mình viết không dấu. Email của các bạn, quốc gia bạn chọn và chọn Việt Nam. ID bạn vào đây mà tìm thấy sẽ tìm thấy đất nước Việt Nam lúc này đây. Rồi chỗ ID giờ bạn chọn cho mình cái chứng minh nhân dân đây. Thì trong cái khi vào chứng minh nhân dân thì nó sẽ yêu cầu là bạn chụp hình, và nó sẽ có 3 lần chụp hình. Chụp lần đầu tiên là mặt trước chứng minh, mặt lần thứ hai là mặt sau, và lần thứ ba là chụp cái hình mà cái mặt của bạn á và cái tay của bạn đang cầm cái chứng minh nhân dân hướng về cái vị trí cái ống kính và chụp hình. Rồi đó là cái phần KYC. Còn cái số ID này thì các bạn nhập cái số chứng minh nhân dân của các bạn, sau đó bấm nộp. Thì khi mà hoàn thành kê này xong thì khoảng thêm mất thời gian khoảng chừng 400 khoảng chừng vài giờ thôi, khoảng chừng chưa tới 24 giờ, nhưng mà theo quy định của nó kiểm tra là 48 giờ, nhưng mình nghĩ 24 giờ là nó đã có kết quả.
gửi về cái email của các bạn rồi, là bạn đã ghi xe thành công. Sau khi ghi đi thành công thì cái số tiền này ACN ở đây của bạn sẽ xuất hiện là 500 ACN. Rồi thì để bạn có được cái đồng ACN này nhiều hơn nữa, thì bạn đi mời bạn bè. Ở đây bạn chọn mời bạn bè. Ok, thì hiện tại cái mình tải app này về thì mình đã có một cái app sẵn trên này nên nó sẽ báo lỗi. Rồi, ok. Thì khi mà còn đối với các bạn thì khi bạn vào đây nó sẽ có một cái phần là mời các bạn, mời bạn bè để nhận thêm các tiền đồng ACN nữa. Ngoài 500 ACN KC xong thì bạn sẽ nhận thêm các đồng KC nữa, đồng ACN nữa. Thì bạn mời một bạn bè mà bạn bè của bạn hoàn thành 30 nhiệm vụ thì bạn cũng nhận được 500 ACN. Và mình thông báo cho các bạn là sự kiện này chỉ diễn ra cho đến ngày mùng 10 tháng 10 thôi nha. Rồi ngoài ra các kiếm đồng ACN nữa là bạn liên kết với cái Tata. Tata là một cái mạng xã hội của mình, không, hình như của Hàn Quốc hay gì mình cũng không rõ, nhưng mà nó giống như Facebook, Twitter hay là Instagram chẳng hạn. Thì ở trên đó bạn liên kết với thằng Tata thì bạn vẫn nhận được hình như được 20 mấy đồng ACN. Và hàng ngày nếu mà bạn đăng bài hoặc post bài lên Tata này, bạn post ảnh linh tinh gì đấy thì bạn vẫn nhận được đồng ACN này, nó sẽ tự động vào cái ví này cho bạn luôn. Thì để mà liên kết được cái Tata này thì bạn vào CS Play, bạn tải cho mình Tata về trước, sau đó bạn tạo tài khoản Tata bằng cái số điện thoại hay gì, nó giống như Facebook vậy thôi. Và sau đó bạn chọn vào đây để bạn kết nối này. Đây, xong rồi bạn chọn vào kết nối Tata với cái này là bạn sẽ nhận được cái phần quà của nó. Rồi, ok, thì đó là cách rất dễ để bạn kiếm được 500 ACN. Thì với giá ACN hiện tại thì nó cũng không có đắt, nhưng mà với cái sự kiện nó đang mở rộng như thế này thì mình nghĩ một thời gian nữa đồng ACN nó sẽ lên giá. Vì hiện tại ACN nó đã đang list trên sàn Index. Thì để các bạn có thể bán trực tiếp trên sàn, nếu mà không hiểu thì các bạn có thể liên hệ với mình và bán trực tiếp cho mình. Ok, còn cái gì để giới thiệu cho các bạn nữa nha. Ok, thì các bạn vào đây chỗ vào cộng đồng ACN cho mình thì bạn vào nhóm Telegram của ACN này, mà bạn vào cho nhóm N, nhóm tiếng Anh nha. Để có vào nhóm Hàn Quốc thì bó tay không nghe gì, không có được. Rồi, đây chính là cái cộng đồng của ACN. Thì đây là cái các bạn có thể tìm hiểu được các đồng ACN ở trong này, cách bán ACN trên cái trên ví Marocone và trên sàn. Rồi, còn cái phần này nữa mình hướng dẫn các bạn cách gửi nhận. Thì cách gửi nhận thì bạn chọn vào chỗ dấu cộng cho mình. Nếu như bạn gửi cho ai thì bạn chọn gửi, còn bạn muốn người khác gửi cho mình thì bạn chọn nhận, sau đó bạn đưa cái địa chỉ ví của mình cho người khác thì họ sẽ gửi lại cho mình thôi. Và cái mức gửi trong này thì mình trên 10 là bạn có thể 10 đồng ACN là bạn có thể gửi được rồi. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có thể ở dưới phần mô tả video, các bạn nếu mà kiếm được đồng ACN thì liên hệ với mình để mình thu mua cái đồng ACN cho các bạn, hoặc là mình giới thiệu người mua đồng ACN cho các bạn luôn. Thì ngoài mình ra thì các bạn cũng có thể xem video khác ở trên trên YouTube, cũng có rất nhiều bạn họ đang thu mua đồng ACN này, không phải chỉ riêng mình. Ok, rồi video đến đây của mình xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video mình từ lúc nãy đến giờ. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Tạm biệt.